Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình dựa trên báo cáo tài chính hàng năm. Kế toán cần phải thông thạo về báo cáo tài chính, giúp cho doanh nghiệp tránh được những rủi ro phát sinh không đáng có. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn nắm rõ được quy trình để tiến hành sản xuất kinh doanh. Cần bao nhiêu nguồn nhân lực, lao động, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ. Các yếu tố này phải được sử dụng cân đối, hài hòa trong quá trình sản xuất kinh doanh mới đem lại kết quả sản xuất cao, chi phí sản xuất thấp. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khóa học này sẽ giúp các bạn phân tích được hiệu quả sử dụng vốn trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng chi phí, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh và phương pháp tính toán kỹ thuật của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Các tài liệu thực tế trong công tác phân tích và các phương pháp kỹ thuật để phân tích. Các bảng báo cáo đánh giá tình hình, hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp qua các năm hoạt động. Quy trình chi tiết về các yếu tố kế toán phân tích, hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về năng suất lao động. Phân tích về nhân tố lao động và năng suất lao động. Phân tích các ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Khái quát chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và các bài tập là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp các bạn hiểu rõ, đánh giá được kết quả thực tế so với kế hoạch dự định ban đầu. Các nội dung trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên trang web kế toán việt hưng.com trên giáo trình online của trung tâm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn hình thức học phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.